Sở đồ gỗ hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác ba cái mẫu bình nho sóc để cho các bác có thể lựa chọn. Và em sẽ quay lần lượt và giới thiệu đến các bác ba mẫu nho sóc này các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu những cái nhỏ trước đi ạ. Những cái món đồ nhỏ rất là dễ để và giá thành của nó thì rất là hợp lý. Đầu tiên thì là một cái cặp nho sóc nằm trên gậy như ý, được làm từ chất liệu là gỗ chắc đỏ. Và cái bình nho sóc này thì có mã là TLV164 ạ. Có kích thước là cao 15, ngang 31 và sâu 10 và còn nặng 1 kg. Đây là một phôi chắc đỏ rất là đẹp. Và đây ạ, các bác có thể nhìn thấy là nho sóc ở đây là hàng làm rất là kỹ các bác nhé. Làm rất là kỹ từng chi tiết một. Nho sóc thì ở trên một cái cầu như ý này, và những cái dây tiền này, đồng xu tiền vàng này rất là đẹp luôn ạ. Và cầu này thì có giá bán bên em là 1.900.000 đồng và bao ship luôn các bác nhé. Đó, cầu này vẫn rất là tuyệt vời đấy ạ, vẫn rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy là đục kỹ từ những cái sợi lông này. Em sẽ quay sát vào, zoom cận cảnh để cho cả nhà có thể nhìn thấy những cái nét đục. Hàng thì rất là đặc gỗ các bác nhé, rất là đặc gỗ. 1.900.000 đồng cho một cái bình, cái cầu nho sóc này, để cho các bác để trên bàn uống nước, bàn làm việc rất là đẹp. Đặc biệt là đây các bác để trên bàn làm việc, là các bác để trong ô tô ấy ạ, để trong ô tô cũng rất là tuyệt vời. Đó, một cái mẫu rất là tuyệt vời để cho các bác có thể lựa chọn. Và tiếp theo là cái bình nho sóc thứ hai này ạ. Đây là một bình nho sóc được làm từ chất liệu gỗ nu hương, có mã là TLV149, có kích thước là cao 35, ngang 37 và sâu 24 và còn nặng 11,2 kg. Bình này thì có giá bán bên em là 15 triệu đồng các bác nhé. Bình này đã được tẩy rồi, màu sắc rất là sáng vì khi mà tẩy lên thì vân và nu sụn này các bác này, vân và nu sụn nó mới bám nó đẹp như thế này. Các bác có thể nhìn thấy không ạ, vân rất là tuyệt vời nha. Đó, vân ở quanh bình mặt trước luôn, các bác có thể nhìn thấy. Còn đây là nho sóc này, sóc này và các cái lá này được làm rất là tuyệt vời, lá được làm rất là kỹ càng các bác nhé. Đó, em sẽ quay xung quanh để cho cả nhà có thể nhìn trên ngưỡng kỹ cái bình này hơn nha. Đó, các bác có thể nhìn thấy là được móc hết vào bên trong, là những cái chi tiết này được móc hết vào bên trong, cả lá này. Đó, là sen mà mỏng nu đây ạ, chất nu đây, nu ở xung quanh bình luôn các bác nhé, nu từ phía luôn đấy ạ. Đó, đây là những cái phần nu khi mà tẩy lên, phần nu chết này tẩy lên thì nó sẽ không sáng đâu ạ, mà là nu là như này rồi. Đó, tẩy lên nó không mất nu đâu, nó hơn rõ hơn rất là nhiều so với không tẩy. Nếu mà không tẩy thì màu nó sẽ rất là tối, chính vì thế mà sẽ không thấy rõ nu, nên là tẩy sáng như này rất là đẹp. Em sẽ quay tiếp sang mặt bên cạnh để cho cả nhà có thể nhìn. Đây, tất cả những cái lá nho đều được làm di sần rất là đẹp các bác nhé, từng chi tiết một. Và những cái bình nho sóc này thì rất là đẹp đúng không ạ, rất là hợp lý để cho các bác có thể để ở trong nhà. Rồi, chúng ta đã quay trở về với mặt trước rồi, các bác nhìn thấy này, hàng liền khối các bác nhé. Đây là còn bám một hạt nhu này, nu này, đang bám tay nhau rất là tuyệt vời, rất là đẹp đúng không ạ. Một cái bình tiểu cảnh như này thì các bác để trên bàn uống nước thì rất là tuyệt vời. Và đây cũng là một trong những sự lựa chọn rất là hoàn hảo của các bác nhé, để ở trên bàn uống nước thì rất là đẹp đấy ạ. Rồi, cuối cùng là cái gạt tàn, cái này có thể gọi là gạt tàn đấy ạ, hoặc là gọi là nho sóc thôi, nho sóc tiểu cảnh. Bên cạnh cái chung tiền tròn này, các bác có thể để lọ tăm trong này. Có mã là TLV165, có kích thước là cao 16, ngang 21 và sâu 13 và còn nặng 0,8 kg các bác nhé. Cái này nó màu đen, nó là chắc đen và vân đỏ này các bác này, có những cái vân đỏ rất là đẹp luôn. Hàng đục rất kỹ các bác nhé, cái này thì có giá là 1.100.000 đồng. Đó, làm rất là kỹ đây các bác ơi, từng cái đường này cũng được làm rất là kỹ càng nhé. Màu đen thì lên hình nó hơi khó hơn một tí nên các bác thông cảm cho em này. Cố gắng là quay cận cảnh cho cả nhà nhìn thấy nho sóc nhà em làm. Đó, vừa rồi thì em đã giới thiệu đến các bác ba cái mẫu nho sóc này. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm nào, có thể liên lạc qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng em nhé, 035 5678 885, hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video thì các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tự Gỗ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.